Chị thấy con trai tôi thì sao? Trời ơi, tôi giữ cả chục đứa rồi đó chị, mà không có đứa nào mà trộm vía được như vậy. Mặt mày sáng sủa, sau này là kỹ sư bác sĩ á nha. Ủa thiệt á hả chị? Trời, tôi cũng mong là vậy đó. Mà tôi nói cũng hên tôi gặp được chị. Chị chịu giữ bé cho tôi mới an tâm tôi đi làm. Chứ còn không á hả, chắc tôi phải gửi nhà trẻ rồi đó. Không có được, còn nhỏ, như vậy là tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm hả chị? Trí! Trí! Trời, đi đâu mới về, nhìn mệt mỏi quá vậy? Em cảm giác mệt mệt trong người chị. Trời, cái gì mà em? Xưng tên đi. Tự nhiên Trí cảm giác mệt mệt nó trong người đó chị Hạnh. Trí không khỏe hả? Trí không khỏe làm sao? Để Hạnh qua Hạnh chăm sóc cho Trí. Không, đừng đụng vô. Gì vậy? Bệnh coi chừng lây á. Không sao, Hạnh không có sợ lây. Mà chắc không sao đâu. Mà tập thể dục về tắm rửa sạch sẽ khỏe à. Với lại Hạnh chăm em bé không có thời gian nữa. Thời gian đâu mà giúp cho Trí không biết. Trời, không có. Bữa nay Hạnh có oxin rồi, cho nên là Hạnh có nhiều thời gian lắm. Hạnh rảnh lắm, Hạnh qua Hạnh chăm sóc cho Chí, Hạnh massage cho Chí nghe. Đừng đụng. Thư gia, quá đơn tiền điện, tiền nước với lại tiền mạng nè. Đưa tiền đi đóng đi, cuối tháng rồi đó. Giờ đưa thêm miếng tiền nữa để đi chợ nha, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Thôi, tí nữa đưa cho. Nhớ đưa đó, không thôi là tự lết cái thay đi mua nha. Ê, thôi, giữ đi, tí gì chuyển khoản. Chí, sao Chí không dạ? Dạ. Ủa, mà dạ làm chi? Trời ơi, oxin mà nói giọng mẹ quá kìa thì phải dạ chứ làm sao? Chứ làm sao vậy? Oxin á là phải giống như nhà Hạnh nè. Coi nè, coi oxin nhà Hạnh nè. Chị Bảy ơi! Dạ, kêu em gì chị? Tôi kêu vậy thôi à, không có gì hết. Đó, chị lớn hơn Hạnh á, một con giáp luôn. Mà lúc nào cũng dạ thưa, rồi xưng em với Hạnh hết trơn á. Chị ngoan quá, nhìn mặt thấy cưng ghê luôn á. Chị rất là hiền lành đó vậy đó. Chứ ai mà oxin mà hả? Trời đất ơi, người ta nhìn vô cứ tưởng là chủ á, còn chủ giống như oxin vậy đó. Oxin mà như vậy á hả, gặp Hạnh là Hạnh đuổi luôn rồi. Trời ơi, không ấy á hả, để Hạnh giới thiệu bạn của chị Bảy. Trời, ai cũng chuyên nghiệp hiền lành, có tâm giống như chị Bảy vậy đó. Cần không? Hạnh giới thiệu cho. Thôi, chuyện này để gì Chí tính lại, khi nào đuổi đi tính ha. Ê, vậy là cái anh thiếu gia không có đuổi bà đúng không? Cảm ơn anh chưa? Tôi thấy ngộ lắm nha. Cái bà hàng xóm á, bà nói xấu bà dữ lắm luôn á, mà ổng vẫn bình chân như vậy. Trời ơi, đúng là đàn ông. Nói chuyện với bà làm gì ngồi thừa người ra vậy? Ê, hình như tôi từng gặp bà Bảy ở đâu đó rồi đó. Cái gì? Đứng vô! Mà không nè! Bà Bảy nè! Bà Bảy vô cái lửa nè! Con nít gì à? Mà la ấm sùm à! Đứng liền không? Ăn liền không? Trời đất ơi, vậy hóa ra cái bà đó là mụ oxin phù thủy hả? Trời đất ơi, vậy mà cái bà hàng xóm á, lúc nào cũng tung hô bà hết trơn á, còn dùi dập bà nữa chứ. Cũng đáng lắm, cho con bà bị ăn hành suốt ngày cho vừa. Ăn nói kiểu gì á hả? Gì? Đứa bé đâu có tội đâu mà nó bị như vậy. Mình á là phải giúp bà hàng xóm lật mặt bà Bảy mới được. Trời, bà tốt quá vậy. Chẳng lẽ giờ qua nói thẳng mặt bà? Đâu có bị ngu. Mình nói như vậy hả, bà Bảy chắc chắn bà sẽ chối. Mà bà hàng xóm nó không đâu tin mình. Mình phải tìm cách khác. Cách gì? Có cách rồi. Cô điên hả? Nghĩ sao kêu tôi lén qua đó gắn camera? Tôi không phải biến thái. Bộ anh không thương đứa nhỏ hả? Ngày nào nó cũng bị bạo hành, cũng bị đánh hết trơn á. Mà má đâu hay biết chuyện gì đâu. Cuộc sống nó ảnh hưởng gì tôi? Để tôi thoải mái đi. Nè, cô thích tự vào đó gắn. Tự thì tôi cũng tự đi được rồi, đâu cần nhờ gì tới anh làm gì. Mà khổ nổi, má đâu có thích tôi đâu. Má nó thích có mình anh à. Anh không đi ai đi giờ? Đó, chính miệng cô nói là má nó thích tôi. Cô thừa biết điều đó đúng không? Bây giờ mỗi lần mà tôi gặp bà, tôi tưởng tượng không bà, tụi bà như muốn ăn tươi nước sống tôi vậy đó.
Bây giờ nè, tôi lén lén gắn camera, bà bắt được tôi, bà lâu vô chửi, bà ăn thịt tôi, bà nhai xương luôn á. Thì anh coi như là anh tích đức đi, anh bị ăn xíu có sao đâu. Ê, không được. Ai ăn cũng được, bà ăn không được. Cái gu tôi không phải là gu đó. Tôi sợ bà lắm. Vậy là anh không giúp tôi thiệt á hả? Nó không đi là không đi mà. Ủa, thiếu gia nhà giàu nha, nó làm sao mà hiểu được. Anh sống trong nhung lụa mà, cuộc sống của anh toàn là màu hồng thôi à. Cái gì nói với anh nó cũng dễ dàng hết trơn á. Anh khỏi giúp gì tôi nữa. Đồ ích kỷ, đồ vô cảm. Thôi được rồi. Trí qua nhà Hạnh chơi hả? À, qua chơi. Ủa, bé nhà mình đâu rồi Hạnh ha? À, bé ở trong nhà chơi với chị Bảy. À, tại vì Trí qua tìm Hạnh hả? Không, Trí tìm bé. Anh Trí vậy Trí? À, Trí có một món quà muốn tặng. Tặng Hạnh hả? Không, tặng cho bé. À, vậy có gì tặng Hạnh không? À, xin lỗi Hạnh nha, Trí chưa có chuẩn bị quà kịp để lần sau gì Trí tặng cho Hạnh. Ủa mà con gấu này Trí mua ở đâu vậy? Không, con gấu này Trí không có mua. Con gấu này là bữa mẹ Trí nghe nói là đi đâu lên trên chùa thỉnh á. Lâu lắm mà đối với Trí, nó là một kỷ niệm á. Trời ơi, vậy hả? Ừ, rồi bây giờ nè, Trí gửi tặng cho bé. Cái bé ở đâu là gấu ở đó. Tại vì con gấu này đối với Trí á, lúc nào nó cũng mang tới sự bình an. À, bên cạnh em bé lúc nào bé cũng ăn ngon, ngủ ngon hết á. À, tại vì Trí thương con nít lắm, muốn em bé lúc nào cũng tinh thần thoải mái, mạnh khỏe ha. Chỉ cần Trí tới nhà Hạnh là tài lộc đã tới nhà Hạnh rồi. Đâu có cần tặng gấu đâu. Không, cái này tặng cho bé, gấu bình an. Ừ, bé ở đâu là gấu ở đó nha. Ơi. Xin lỗi Trí, xin lỗi. Hết hồn tự nhiên cắt đứt cái gì trên cơ thể kỳ. Trời Hạnh nhớ bé rồi. Bé ở đâu là có con gấu ở đó. Ủa mà sao Trí quan tâm con của Hạnh quá vậy? Hay là Trí muốn không biết nữa, tự nhiên nó muốn quan tâm từ bên trong quan tâm ra vậy đó. Trí quan tâm Hạnh đúng không? Cứ coi là vậy đi. Cảm ơn Trí. À Trí nè. Hả? Nói nghe nè, nhỏ Oxin bệnh á, đuổi chưa? Oxin nhà Trí hả? Ừ. Chưa đuổi. Ủa sao vậy? Đuổi đi. Sao? Thấy nó làm sao sao á. Ổng không được tốt lắm. Để từ từ về Trí coi tình hình sao rồi Trí tính ha. Mà nói nghe nè, chị Bảy á, chị nói chị có người bạn dễ thương lắm. Nếu mà Trí cần á thì Hạnh giới thiệu qua cho làm cho nhà Trí nghe. Nếu mà làm không được á thì Hạnh qua Hạnh phụ cho. Được rồi, để từ từ. Thôi cái gì? Thôi đi. Ê, đi vô nhà chơi. Đi vô pha nước chanh cho uống. Tôi Trí về nha. Ủa sao vậy Trí? Đi vô pha nước chanh cho uống nè. Trời ơi, hàng xóm thôi mà quan tâm con tôi dữ vậy, như là ba của bé vậy đó. Bé ở đâu là gấu ở đó. Chị ơi, chị yên tâm nha, bé nó ngủ rồi. Bé ngủ rồi em. Cảm ơn em nha. Mai giỏi quá. Trời ơi, ôi xin nhà Trí mà Hạnh. Xong rồi, mời chị xem đường trình rồi ký vào đây. Chờ kết quả giám định của bác sĩ, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố. Tôi đối xử với chị tốt quá mà, tại sao chị bạo hành con tôi như vậy? Về việc máy quay, theo như tường trình, anh Trí đã tự ý gắn máy quay theo dõi khi chưa được sự đồng ý của chị đúng không? Chuyện đó thật ra khi Trí đưa con gấu bông, Trí có nói là trong con gấu bông có máy quay theo dõi, tôi đã đồng ý. Nếu vậy việc này không cần phải truy cứu nữa.
Mời chị Bảy theo tôi. Xin lỗi cô. Chị còn xin lỗi cái gì nữa? Tôi ân hận lắm. Cô ráng kiếm người mà chăm sóc bé nha cô. Tôi không có cần chị hối hận. Chị đi lẹ em tôi đi. Sao lúc này tự nhìn chị Bảy nhà mình hiền một cách lạ lùng luôn á. Trí. Hả? Cảm ơn Trí nhiều nha. Nhờ có Trí gắn camera theo dõi mà Hạnh mới biết được chị Bảy chỉ tệ đến như vậy. Không, cách này là của Mai chủ động bàn với Trí á. Là Mai chỉ cho Trí. Ừ. Hạnh ơi, bây giờ mọi chuyện cũng vậy rồi. May mắn là nhờ có Mai ở đây thì mọi chuyện mới biết là chị Bảy là người tệ như vậy. Cũng hên á là bé nhà mình không sao cả. May mắn nha, không ấy là không biết chuyện gì xảy ra luôn nữa. Thôi bây giờ vậy, chắc là Trí xin lại kỷ niệm của mẹ nha. Trí về nha. Trả cho Trí đó. Mình về Mai. Mai. Mai ơi Mai, chị xin lỗi em. Trong thời gian qua chị có mắt mà như mù vậy đó. Chị không nhìn thấy em là một ô xin tốt đến như vậy. Không có sao đâu chị. Mai ơi, em biết hoàn cảnh của chị rồi đó. Chị là mẹ đơn thân mà chị phải đi làm nữa. Bây giờ gặp cảnh ô xin như vậy nữa, em có hiểu hoàn cảnh của chị không? Dạ hiểu chứ chị. Dạ em ơi, lại làm cho chị nghe. Ê, sao tự nhiên Hạnh dành ô xin của Trí vậy? Mai là của Trí.